Hộp bánh đó là của tao. Mày không thể lấy nó. Tao không có được nó thì mày cũng đừng hòng có nó. Nerf War! Nếu mày ngoan ngoãn thì tao có thể cho mày một cái. No. Đỡ ăn cả. Ngỡ nhịn đói. Thằng cờ hó này chết với tao. Mày lấy cái khẩu súng ghẻ đấy ở đâu ra vậy? Đấy không phải việc của mày. Nó làm tao sợ đấy. Nhưng cái hộp bánh vẫn phải là của tao. Mày bước vào cái xác tao đi. Nó sẽ phải chết. Hộp bánh sẽ là của ta. Các bạn thấy không? Hậu quả của việc lề mề là như vậy đấy. Giống như nó. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Nếu thấy video hay hãy cho mình một like, một share. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.